Nhà em có mặt tại Bến Tre, nơi sản xuất kẹo dừa và bán đồ mỹ nghệ bằng dừa rất là nhiều luôn. Từ bình lọ hoa tới đũa, tất cả đều làm bằng dừa nhé. Bình tách trà, bình tới con vật, tới bình đựng nước nha. Chài đâm tiêu nè, khối đâm tiêu. Tất cả gia dụng đều làm từ dừa hết . Từ bằng thân dừa, gỗ dừa. Rất là đẹp luôn, đồ mỹ nghệ tất cả đều bằng dừa, rất là lóng bóng luôn nè. Chuối, nơi đây cũng sản xuất kẹo dừa nguyên chất rất ngon. Đây là tại Bến Tre sản xuất kẹo dừa thủ công nổi tiếng bên Bến Tre luôn cả nhà mình ơi. Được xa ra kẹo dừa được nấu nè, nạo xong rồi nấu cốt, dắt nó cốt đưa vào đó. Họ nấu, họ có cái máy đốt than quay trong vòng nửa tiếng đồng hồ như thế cho kẹo dừa nó dẻo, nó chín rồi người ta mới đổ ra ngoài. Bên đây là cái gì vậy ta? Vậy đó hả? Con không biết cái này là cái gì hả? Cái này để làm chắc để làm chung vào kẹo dừa đó không con? Đây, kẹo dừa được ra thành phẩm rồi đây nè. Ồ, kẹo dừa được chế ra được không? Được trải ra thành phẩm, mà được trải ra như vậy để người ta sắc có ô, có ô. Làm kẹo dừa người ta đóng gói thủ công bằng tay nè mọi người. Nào quay xong nói em nha. Khách được tham quan để xem cái nơi sản xuất kẹo dừa thủ công tại Bến Tre. Một cái khu còn đã hơn nó nhiều. Cái khu còn bên này xíu là ngày mai mình có một cái công viên to, đó là công viên Mỹ Khánh. Ở trong đó có rất là nhiều thứ. Chứ quê hả? Ở đây là quê mà, mình đang ở quê nè. Quê của Bình Thạnh đó. Đây là kẹo dừa nguyên chất nấu từ trong lò mới ra, mọi người ăn thử đi. Khách sẽ được thử kẹo dừa tại còn nóng mới ra luôn. Rồi bây giờ du khách đến đây tham quan cả nơi kẹo dừa rất là đông, lượng khách rất là đông luôn. Rồi
gia đình bự 40 người của mình đây. Bây giờ mình ăn uống nha, xong rồi mình ra đây mình xem thôi làm việc vừa rồi nha. Ê con, chị vừa làm nè hai đứa. Rồi bây giờ mình đi đến một góc thôi, tại vì đi hướng dẫn nó là xong rồi chị cho anh Hằng đi. Anh đi ha, bây giờ mình đi thôi. Cái đoàn đi đông là vui quá, phải đoàn đi đông nên rất là vui. Không có giống như dừa mình uống ngoài chợ đó là dừa khô, dừa già rồi là trên 6 tháng, từ trên 6 tháng mình mới lấy được cái dừa này làm ra, nó mới cơm, nó cùi, nó mới dày.